nước giải khát Bibigo đã khát và sảng khoái. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Phóng sự thực tế. Bên cạnh việc chuyển tải kịp thời những vấn đề tồn tại trong đời sống để cơ quan chức năng lắng nghe, giải quyết, chương trình còn theo sát giải pháp trên thực tế cho đến khi có kết quả rõ rệt. Hôm nay là thông tin tích cực mà chúng tôi mang đến cho người dân ở xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Phóng sự thực tế ngày 23 tháng 6 năm 2016 phản ánh một công ty may hoạt động ở xã Hòa Xá hơn 10 năm khiến người dân ăn ngủ không yên vì tiếng ồn và bụi bẩn. Và sau đó, cơ quan chức năng lập tức lên kế hoạch kiểm tra, xử lý tình trạng trên. Phóng sự thực tế ngày 23 tháng 6 năm 2016 phản ánh về việc một công ty may ở xóm vực xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Điều này khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân lao đao. Sau đó, cơ quan chức năng lập tức lên kế hoạch kiểm tra, xử lý tình trạng trên. Sau khi phóng sự thực tế phản ánh, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội cho biết từng nhiều lần kiểm tra và nhắc nhở công ty may gây ô nhiễm môi trường ở xóm vực. Để giải quyết vấn đề trên thì là chúng tôi, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã kiểm tra và nhắc nhở công ty không đun đốt rẻ để gây ô nhiễm môi trường và tập kết quy kiện cái rác thải rẻ công nghiệp đấy để đúng nơi quy định. Theo Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa, Hà Nội, cơ quan này chưa từng nhận được phản ánh về vấn đề trên. Tuy nhiên, sau khi Les Việt thông tin, Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa, Hà Nội lập tức xem xét, đưa ra kế hoạch giải quyết. Tôi cũng sẽ báo cáo với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, từ đó sẽ có công văn chỉ đạo cơ quan chuyên môn, cụ thể ở đây là Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, sẽ cùng về phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xá để trước hết là phải kiểm tra về thông tin, sau đó là kiểm tra thực địa. Và sẽ làm việc với các bên liên quan để xác định sự việc cụ thể như thế nào, để từ đó chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo. Trước đó, như phóng sự thực tế ngày 23 tháng 6 năm 2016 phản ánh, một công ty may hoạt động ở xóm vực xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội từ hơn 10 năm nay. Bụi bẩn do cơ sở này gây ra khiến những hộ dân liền kề thường xuyên phải đóng kín cửa nhà. Điều đáng lo là khu vực trên ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh liên quan đường hô hấp, đơn cử như con gái chị Nguyễn Thị Thủy. Bông bay đến là con như con bé nhà em đây là nó yếu, thì nó từ bé là sức khỏe nó yếu nên là nó hít phải, giờ nó mắc phải bệnh phổi và ho hen từ năm 2 tuổi, gần 3 tuổi. Em đã phải cho nó chạy chữa ngoài viện nhi mấy lần rồi. Như cơ thể tôi gần như nếu bây giờ đi khám bệnh người ta bảo tôi không có bệnh tật gì, nhưng thực tế mà khi ngửi vào khói đấy không thể chịu được. Tôi có những lúc đóng cửa vào không chịu, tôi phải đi nơi khác luôn. Hàng chục hộ dân ở xóm vực xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội còn phải sống chung với tiếng ồn đinh tai phát ra từ công ty may. Khoảng thời gian nghỉ ngơi của nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiếng ồn có những ngày thì nó hoạt động nguyên ngày thôi, nhưng mà nhiều đêm cái đợt trước là nó vội hàng, nó làm đến 9 giờ đêm. Thế như thế là tiếng ồn cứ 5 cái quạt gió như thế kia nó xay như tiếng trực thăng suốt bình nhiêu tiếng đồng hồ. Buổi trưa là những người lao động như chúng tôi về còn không ngủ được, các cháu cũng không ngủ trưa. Tối hành cho đến 9-10 giờ đêm. Sau nhiều năm lao đao, người dân xóm vực xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội đang nóng lòng chờ đợi kết quả xử lý từ cơ quan chức năng sẽ sớm được thực hiện để thoát cảnh sống chung với tiếng ồn, bụi bẩn. Phóng sự thực tế sẽ theo sát và tiếp tục cung cấp hình ảnh mới nhất về vấn đề này. Chuyển sang một vấn đề khác, hơn 5 năm nay, người dân ở hai ấp Trung Lân và Hậu Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang phải gồng mình sống chung với ruồi, muỗi, dịch bệnh vì một con kênh trong khu vực. Với những đứa trẻ tại đây, không gian vui chơi vốn thiếu thốn nay lại càng chật hẹp bởi ô nhiễm. Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh sau. Năm nay do bị tắc nghẽn, con kênh thoát nước tại hai ấp Trung Lân và Hậu Lân thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ồn ứ rác, gây ô nhiễm nặng. Đáng lo ngại, kim tiêm xuất hiện dày đặc khiến người dân luôn sống trong cảnh bất an.
Đây là hình ảnh được phóng sự thực tế ghi nhận tại nhà anh Trần Thanh Bình ở ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Mùi hôi nồng nặc bốc lên từ con kênh ô nhiễm phía trước khiến gia đình phải đóng kín cửa cả ngày. Mùa nắng thì nước nó ứ động, còn mùa mưa thì rác ở nơi đâu nó chảy đến, nó ứ động ở đây nó rất là dày, hôi mùi hôi thối làm cho cuộc sống ở đây rất là khó chịu. Cách đó chưa đầy 50 mét, rác thải dày đặc khiến cống thoát nước trước nhà chị Nguyễn Thị Thu Thủy bị tắc nghẽn. Để đối phó với tình trạng này, hàng ngày gia đình chị phải tích cực vớt rác khơi thông dòng chảy. Tại đoạn qua ấp Hậu Lân, kim tiêm xuất hiện dày đặc trên kênh khiến người dân không khỏi bất an. Rác thải ồn ứ lâu ngày tạo điều kiện cho rùa muỗi sinh sôi mạnh, khiến người dân đối mặt với nhiều bệnh tật. Trong đó, dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào. Theo tìm hiểu, con kênh này dài khoảng 1 km, chảy qua 5 ấp Hậu Lân, Trung Lân, Đông Lân, Nam Lân, Tiền Lân thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Trong đó, tại đoạn thuộc 2 ấp Trung Lân và Hậu Lân, do rác gia lắp hệ thống cống nên ô nhiễm diễn ra trong thời gian dài. Ngoài ra, việc kênh phải gánh lượng lớn nước thải chưa qua xử lý của các cơ sở nhuộm khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng. Dòng nước thì thỉnh thoảng mình cũng thấy là nguồn nước nó có màu đục, màu đỏ, không biết là những thời xí nghiệp mà in hay là in đắng hay là nhộm gì nó xả làm cho nguồn nước rất ô nhiễm. Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa, tình trạng kênh tắc nghẽn khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Chính vì thế, khai thông dòng chảy đang là việc làm hết sức cấp thiết. Mong cơ quan chức năng xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng xử lý, trả lại dòng kênh thông thoáng và môi trường trong sạch cho người dân tại hai ấp Trung Lân và Hậu Lân. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Mọi đóng góp, phản ánh, quý vị hãy gọi về đường dây nóng 0908 467 437 hoặc 0839 33 3359. Hay quý vị có thể gửi thư về địa chỉ kênh truyền hình Let's Việt số 4143 đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hoặc email phóng sự thực tế a@vtc9.vn. Quý khán giả cũng có thể để lại ý kiến của mình trên trang Facebook của chương trình www.facebook.com/phongsuthucte. Xin lưu ý là các phóng sự đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn nhãn hàng nước giải khát Pirico đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Nước giải khát Pirico đã khát và sảng khoái. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.